Là một trường nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, thế nhưng nhiều năm qua cô giáo và học sinh trường Đại học Đoàn Kết lại phải thấp thỏm lo sợ bởi phải học trong một ngôi trường đã xuống cấp, các hạng mục đã quá thời gian sử dụng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Minh chứng cho điều này chính là khu nhà dành cho học sinh, khu bán trú và các hoạt động ngoài trời giờ lên lớp phải tạm ngưng, sử dụng bởi sự nguy hiểm. Cô và trò đành cố gắng vừa học vừa nghỉ ngơi tại lớp trong một không gian chật hẹp. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Nóng bức, ngột ngạt là những gì khi bước vào các lớp học ở trường tiểu học Đoàn Kết thành phố Đà Lạt. Không gian nơi đây trở nên khó chịu bởi chỉ trong diện tích rộng chừng 40 m² của một lớp mà có đến 45 học sinh. Và đây còn là chỗ nghỉ trưa cho học sinh bán trú sau các buổi học. Cứ sau 11 giờ trưa, các học sinh cùng với giáo viên phải tự kê bàn ghế để nơi đây trở thành chỗ nghỉ tạm như thế này đây. Sở dĩ cô và trò vất vả như vậy là do khu nhà với diện tích rộng khoảng 240 m² dùng làm nơi sinh hoạt, ăn ngủ cho học sinh bán trú và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đã bị xuống cấp trầm trọng. Cột siêu vẹo, tường nứt, sụp lún, hệ thống điện không đảm bảo. Với sức chứa 500 học sinh bán trú vào mỗi buổi trưa thì nguy cơ mất an toàn cho trẻ luôn rình rập hàng giờ. Trước tình cảnh như thế, nhiều lần ban giám hiệu trường tiểu học Đoàn Kết đã làm đơn kiến nghị, thì đoàn kiểm tra của thành phố Đà Lạt và sở xây dựng đã về kiểm tra, thăm nắm tình hình và cho dừng ngay các hoạt động tại khu vực này, buộc khóa cửa niêm phong bởi sự nguy hiểm. Thế là các lớp học trở thành nơi vừa học vừa nghỉ ngơi. Hiện nay là nhu cầu của các bậc phụ huynh thì là rất là muốn cho các em ở bán trú ở tại trường để tiện cho cái việc là các em ăn ngủ hoặc là thuận lợi cho cái việc đưa đón. Rất mong muốn là được sự quan tâm của cấp trên để nhà trường được xây dựng mới lại để cho các cháu có cái chỗ ăn ngủ học hành nó tốt hơn. Thật sự ra thì ở cái không gian lớp học nó như thế này mà để ngủ nghỉ với số lượng là cỡ khoảng 30 cháu trong một lớp như thế này thì đúng là nó không có được thoải mái, nhưng mà cũng phải khắc phục. Tôi làm việc là đúng 19 năm mà tình trạng nhà trường của tôi á, tôi được biết nhiều chỗ rất là hư, rất là nặng. Mà có đôi lần tôi sửa cái việc nhỏ thôi. Theo ý kiến của tôi á, cho xây dựng trường lại để cho học sinh nó có chỗ nó học tốt. Được biết, ngôi trường này đã được xây dựng trên 35 năm. Suốt thời gian qua, trường vẫn giữ nguyên thiết kế, chưa được nâng cấp sửa chữa. Do đó, các hạng mục theo thời gian đã xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình này, ban giám hiệu nhà trường đã trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục cho gia cố tạm thời, sửa chữa những hạng mục nhỏ nhằm kéo dài tuổi thọ để các em học sinh học tập. Thế nhưng, phía phụ huynh thì lại bất an khi con em mình phải học trong môi trường không đảm bảo như vậy. Tôi là có hai đứa con học ở trường Đoàn Kết này. Phụ huynh hầu như là tất cả mọi người đều bất an, chứ không phải riêng gì một mình cá nhân tôi. Nhưng là cái sự bất an đó chúng tôi chỉ biết bày tỏ với nhà trường. Và hôm nay nếu có điều kiện thì chúng tôi vẫn bày tỏ những cấp lãnh đạo của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng thì là tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngôi trường mong có một ngôi trường mới cho các cháu an tâm học và phụ huynh cũng an tâm về công việc của phụ huynh hàng ngày. Ở một cái môi trường như thế này, chúng tôi không an tâm là cái hồ trường khi niêm phong như vậy thì nó đã lâu lắm rồi. Có lẽ là trước năm 75 là ngôi trường này đã có rồi, thì nó có thể là bị sập lúc nào chúng tôi không biết. Thì cái sức khỏe và cái tính mạng của con gái chúng tôi rất lo vấn đề đó. Tuy biết là vậy, nhưng trường tiểu học Đoàn Kết cũng chỉ biết kiến nghị với các cấp ngành liên quan sớm có biện pháp khắc phục để gần 800 học sinh và 42 cán bộ giáo viên công nhân viên của trường được yên tâm công tác với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Nếu để tình trạng này kéo dài mà lỡ xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ hết sức khôn lường. Đã tổ chức được cái mô hình bán trú tại trường cho đến thời điểm này là đã được 13 năm. Chất lượng giáo dục của trường chúng tôi là đã được duy trì và ngày một nâng cao lên. Tuy nhiên, về cái cơ sở vật chất của nhà trường thì cho đến thời điểm này thì nó xuống cấp rất là nghiêm trọng.
hầu hết các phòng học thì không đảm bảo cái chuẩn theo cái quy định mới. Thay mặt nhà trường, tôi thiết tha kiến nghị với các cấp lãnh đạo quan tâm kịp thời hơn nữa để sớm cho trường tiểu học Đoàn Kết chúng tôi được sửa chữa và xây dựng mới những cái lớp học không đúng quy cách cũng như là cái hậu trường nó xuống cấp, để cho các cháu học sinh có được một cái môi trường học tập an toàn và khang trang. Tuy rằng ban giám hiệu trường tiểu học Đoàn Kết đã có giải pháp là di dời các em học sinh đến từng lớp để ngủ nghỉ sau những buổi học, thế nhưng đây chỉ là một giải pháp tức thời. Về lâu về dài thì nên chăng phải có một biện pháp cụ thể như thế nào để xây dựng một ngôi trường mới, hoặc là có những phòng học khang trang hơn để nhằm đảm bảo về chất lượng của việc học của các em cũng như là đảm bảo về sức khỏe cho các em khi mà được học ngay tại trường. Sáng ngày 19 tháng 3, Thành đoàn Đà Lạt phối hợp cùng Nhà thiếu nhi Lâm Đồng tổ chức hội thi Nét đẹp tuổi hoa với sự tham gia đông đảo của hơn 1.000 các em học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại đây, 10 đội thi thuộc 10 trường trung học cơ sở tham gia 2 tiết mục dự thi, bao gồm biểu diễn thời trang và biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ.